Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức online 247. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung sau. Quốc gia nào thật sự muốn gây hấn ở Biển Đông? Trung Quốc triển khai chiến dịch ngoại giao đổ lỗi tại Biển Đông, qua đó muốn tránh né tất cả những hành vi phạm pháp mà nước này thực hiện. Hôm 30 tháng 4, tờ Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng tải bài xã luận có nhan đề Mỹ đẩy mạnh bá quyền ở Biển Đông giữa đại dịch. Trước đó, ngày 27 tháng 4, báo South China Morning Post đăng tải bài viết của học giả Max Valencia, bài viết có chủ đề Giữa lúc thế giới tập trung chống dịch COVID-19, phải chăng Trung Quốc đang khai thác sự mất tập trung ở Biển Đông? Quan điểm này chỉ đúng với người tin vào tuyên truyền của Mỹ. Trung Quốc, Mỹ hung hăng tại Biển Đông. Thời báo Hoàn Cầu và học giả Valencia từng có cùng quan điểm Mỹ đang làm phức tạp tình hình khu vực khi đưa hải quân vào Biển Đông, nơi Mỹ không có tuyên bố chủ quyền. Quan điểm này chính là lập luận để phía Bắc Kinh tuyên bố mọi hành động quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông chỉ để phục vụ mục đích phòng vệ trước Mỹ. Để minh họa cho quan điểm Mỹ muốn bá quyền ở Biển Đông, phía báo chí Trung Quốc khẳng định Mỹ quyết tâm can thiệp Biển Đông trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan rộng khiến nhiều người tử vong tại nhiều quốc gia. Phía Trung Quốc cho rằng Mỹ đã hành động thái quá bởi hai lý do. Thứ nhất, hải quân Mỹ đang thiệt hại vì đại dịch nhưng vẫn cố gắng đưa quân đến Biển Đông. 2. Trung Quốc đã không triển khai hành động ở Biển Đông từ tháng 1 năm 2020 nên Mỹ không cần gây sức ép. Phía Trung Quốc cho rằng Mỹ tưởng tượng rằng Trung Quốc là kẻ thù của Mỹ. Đồng thời, Washington đang cố tình can dự quá đáng vào Biển Đông để lấy lòng các đồng minh và đối tác của Mỹ tại khu vực. Trong khi đó, Bắc Kinh khẳng định Mỹ vô trách nhiệm với thế giới khi cắt viện trợ của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và không giúp đỡ Liên minh châu Âu EU trong cuộc chiến đấu chống lại COVID-19. Trái lại, Trung Quốc khẳng định nước này tập trung vào việc hỗ trợ quốc tế chống dịch. Kết luận mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc, truyền thông phía Bắc Kinh cho rằng Washington đang cố tình thổi phồng cái gọi là mối đe dọa Trung Quốc. Lẽ ra, Mỹ nên đặt vấn đề Biển Đông ngoài sự cạnh tranh Mỹ-Trung bởi Mỹ không chính danh, tức là không có quyền và nghĩa vụ tại khu vực. Sự xuất hiện của Mỹ chỉ làm phức tạp thêm tình hình. Truyền thông Trung Quốc còn cố tình khiêu khích và cảnh báo bản ghi nhớ chung giữa Mỹ và Trung Quốc về các quy tắc ứng xử an toàn trong các vụ đụng độ trên biển và trên không năm 2014 không còn ý nghĩa. Nếu Mỹ tiếp tục can thiệp khu vực thì theo Trung Quốc, các va chạm đáng tiếc trên biển có thể xảy ra. Ai mới chính là kẻ hung hăng? Thực tế, khác với những gì Bắc Kinh đang rêu rao, Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch ngoại giao đổ lỗi, có thể hệ thống lại sự tránh né trách nhiệm, đổ lỗi cho nước khác từ chính những lập trường mà phía Trung Quốc đưa ra. Gần nhất, Trung Quốc đổ lỗi cho tàu cá Việt Nam đâm vào tàu hải cảnh của Bắc Kinh. Trung Quốc cố tình lờ đi bối cảnh xảy ra vụ việc vào đầu tháng 4. Thứ nhất, tàu cá Việt Nam đang khai thác hải sản ở vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam. Thứ hai, trong khi tàu hải cảnh Trung Quốc lớn hơn, có vũ trang thì tàu cá Việt Nam gần như không có cơ hội cạnh tranh. Vì vậy, nói tàu cá Việt Nam đâm vào tàu Trung Quốc là vô lý và ngang ngược. Thực tế, hình ảnh ghi lại và sự xác minh của cộng đồng quốc tế cho thấy Trung Quốc vô trách nhiệm trong vụ việc. Trung Quốc đổ lỗi cho Mỹ can dự thái quá vào Biển Đông khi Trung Quốc không có động thái gì từ tháng 1 năm 2020. Thế giới không ai chấp nhận được quan điểm này bởi lẽ nhiều quốc gia có bằng chứng chỉ ra. Thứ nhất, Trung Quốc cho vận hành 2 trạm nghiên cứu khoa học ở Biển Đông từ tháng 1 năm 2020. Thứ hai, Bắc Kinh thành lập 2 quần đảo thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa. Thứ ba, Bộ Nội chính Trung Quốc cập nhật danh xưng tiêu chuẩn tên chính thức khoảng 80 thực thể ở Biển Đông. Thứ tư, tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá ở Việt Nam. Thứ năm, Hải quân Trung Quốc chĩa súng radar vào tàu hải quân Philippines. Thứ sáu, Trung Quốc điều đội tàu địa chất Hải Dương 8 đầy tranh cãi vào Biển Đông, bị Malaysia lên tiếng cảnh giác vì hành vi quấy phá khai thác kinh tế. Việc Mỹ cử hải quân và không quân phối hợp với Hải quân Hoàng gia Úc tiến hành vào Biển Đông đều xuất phát từ hành xử của Trung Quốc. Vì vậy, nói Mỹ cố tình làm quá ở Biển Đông thì suy cho cùng cũng xuất phát từ sự hung hăng của Bắc Kinh. Trong khi Mỹ tuyên bố luôn hành xử phù hợp luật pháp quốc tế, thì Trung Quốc tuyên bố hành xử dựa theo luật pháp của nước này, vốn xung đột với các quy tắc quốc tế mà Trung Quốc đã cam kết. Trung Quốc cáo buộc Mỹ và các nước thổi phồng mối đe dọa Trung Quốc, nhưng thực tế lại không đúng như vậy. Tuyên bố trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc không bị bất kỳ nước nào bác bỏ, cho đến khi Trung Quốc đơn phương chiếm cứ, bồi lấp, cải tạo, quân sự hóa các thực thể ở Biển Đông.
yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc đã bị vô hiệu hóa từ sau phán quyết của tòa trọng tài 2016, nhưng Bắc Kinh vẫn kiên trì theo đuổi. Công hàm Trung Quốc gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 đều trực tiếp hoặc gián tiếp tuyên bố bảo vệ đường lưỡi bò. Như vậy, tham vọng xâm chiếm hơn 90% theo yêu sách của Trung Quốc chính là một mối đe dọa thực sự cho các nước, chứ không phải là một sự thổi phồng. Trên thực địa, Trung Quốc cho tàu thuyền va đâm tàu thuyền các nước, cho quân đội chĩa súng radar hay bắn laser vào hải quân, không quân các nước. Bắc Kinh từng bước nhân tạo hóa, quân sự hóa rồi thể chế hóa bất chấp việc phá vỡ hiện trạng, vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế mà điển hình là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Bấy nhiêu đủ chứng minh mối đe dọa Trung Quốc với tự do hàng hải và chủ quyền quốc gia là hiện hữu và có thật. Chuyện Trung Quốc tự cho mình tập trung vào việc chống dịch thì lại càng sai. Với những gì đã xảy ra ở Biển Đông, giới chính trị gia và học giả quốc tế hầu hết khẳng định đại dịch COVID-19 không thể ngăn Bắc Kinh tiếp tục lấn chiếm Biển Đông. Ngoài ra, ngoại giao y tế của Trung Quốc, điều mà Bắc Kinh minh họa trong nỗ lực của Trung Quốc với thế giới trong chống dịch cũng gây ra tranh cãi. Chất lượng các đơn hàng không vượt qua bài thử của nhiều nước, đồng thời xuất hiện lo ngại việc Trung Quốc dùng hàng viện trợ để gây sức ép chính trị lên các nước. Vậy nên, muốn phác họa chân dung một quốc gia gây hấn lớn nhất ở Biển Đông, thiếu trách nhiệm với thế giới trong bối cảnh đại dịch hoành hành, thì đó phải là Trung Quốc trước khi suy xét bất kỳ quốc gia nào khác. Từ đường lưỡi bò vô lý đến tứ xa phi pháp, chính quyền Bắc Kinh gần đây thường sử dụng thuật ngữ tứ xa cho các yêu sách của mình. Theo giới quan sát, tứ xa là cách Trung Quốc từng bước định hóa yêu sách đường lưỡi bò với phạm vi rộng lớn. Cụ thể hơn, sự mập mờ của đường lưỡi bò vốn bị tòa trọng tài 2016 bác bỏ tính pháp lý. Bản chất phạm vi của tứ xa là cả khu vực mà Trung Quốc gọi là Nam Hải Chư Đảo. Theo tuyên bố của Bắc Kinh trong các công hàm gửi lên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Nam Hải Chư Đảo gồm quần đảo Đông Sa, đảo Đá Papa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, quần đảo Nam Sa, quần đảo Trường Sa của Việt Nam và quần đảo Trung Sa. Trong tứ xa phi pháp, đường lưỡi bò vẫn xuất hiện thường trực, ví dụ như các công hàm số 14-2019, 11-2020, 42-2020 do Trung Quốc gửi lên Liên Hợp Quốc. Nước này luôn trực tiếp hoặc gián tiếp dẫn lại công hàm số 17-2009 xuất hiện năm 2009, đính kèm bản đồ đường lưỡi bò. Như vậy, về mặt tuyên truyền, Trung Quốc có sự điều chỉnh khi dùng nhiều cụm từ tứ xa, nhưng bản chất vẫn là tham vọng nuốt trọn hơn 90% Biển Đông. Quyết đối đầu Trung Quốc ở Biển Đông, thủy quân lục chiến Mỹ vứt hết xe tăng đánh kiểu độc đáo. Thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tấn công các tàu chiến Trung Quốc bằng tên lửa chống hạm, liên tục di chuyển, mỗi 24 đến 72 giờ lại động cơ tới các điểm đảo khác nhau để tránh bị phản công. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đang có kế hoạch tiến hành một chương trình cải cách sâu rộng nhất trong vòng 20 năm qua để tăng cường nguồn lực đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc cũng như chuyển hướng tập trung ra khỏi Trung Đông. Tư lệnh thủy quân lục chiến Mỹ cho biết, 10 năm tới đây, lực quân này sẽ chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng cho kịch bản chiến đấu trên từng điểm đảo Tây Thái Bình Dương. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ loại bỏ toàn bộ lực lượng xe tăng, cắt giảm tối đa các đơn vị lựu đạn, giảm đáng kể số lượng máy bay. Thay vào đó sẽ tăng cường đầu tư phát triển máy bay không người lái và các hệ thống phóng tên lửa từ ngoài ô phòng không của đối phương. Như vậy, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ loại biên tất cả 7 đại đội xe tăng hiện có, cùng với các xe tăng chiến chủ M1 Amber cũng như các phương tiện hỗ trợ. Các đơn vị lựu đạn 155mm cũng sẽ bị cắt giảm từ 21 xuống còn 5 đơn vị. Lực lượng máy bay tiêm kích thủy quân lục chiến, tất cả hiện đang chuyển sang sử dụng các biến thể F-35, vẫn sẽ duy trì ở mức 18 phi đội nhưng quy mô mỗi phi đội sẽ giảm từ 16 máy bay xuống còn 10 máy bay. Tuy nhiên, tướng Berger cho biết, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ tăng gấp 3 lần các đơn vị pháo đặt trên mặt đất và các đơn vị tên lửa tấn công từ ngoài tầm phòng không kẻ thù, từ 7 lên 21 đơn vị. Trong khi đó, lực lượng máy bay không người lái cũng sẽ tăng quy mô lên gấp đôi, từ 3 lên 6 phi đội. Tiếng Berger cho biết, thông tin thêm, thông quân lục chiến Mỹ cần phải cắt giảm quy mô để gia tăng chất lượng và dự kiến sẽ giảm tổng số quân đội từ 189.000 xuống còn 170.000 người. Xét về năng lực quân sự, Trung Quốc đang là một mối đe dọa ngày càng lớn. Tướng Berger cảnh báo, nếu chúng ta không làm gì cả, chúng ta sẽ bị vật mặt.
Để đối phó với các thách thức trên, Thủy quân Lục quân Mỹ sẽ thành lập các đơn vị viễn chinh hải quân gồm các đội tác chiến quy mô nhỏ cỡ từ 50 đến 100 người. Lực lượng này sẽ tản ra các đảo nhỏ trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, sử dụng các tàu đổ bộ cao tốc để chiến đấu. Tướng Berger cho biết, Thủy quân Lục chiến Mỹ sẽ tấn công các tàu chiến hải quân Trung Quốc bằng tên lửa chống hạm. Các đơn vị chiến đấu của Mỹ sẽ liên tục di chuyển cứ mỗi 24 đến 72 giờ, lại cơ động tới các điểm đảo khác nhau để tránh bị phản công. Kế hoạch nêu trên là một phần trong chương trình tổng thể được Lầu Năm Góc xây dựng nhằm tập trung đối phó với kịch bản xảy ra xung đột lớn giữa các cường quốc Nga, Trung, Mỹ. Thủy quân Lục chiến Mỹ cũng sẽ đề phòng giải xuất 105 triệu USD cho nhiệm vụ nghiên cứu phát triển các công nghệ mới nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho quân đội Mỹ trong cuộc chiến tiềm ẩn với Trung Quốc hoặc Nga. Mỹ, Trung đấu nhau như thế nào trên Biển Đông? Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, nhiều chuyên gia an ninh châu Á-Thái Bình Dương nhận định Trung Quốc sẽ không từ bỏ tham vọng đường lưỡi bò nên sẽ tiếp tục có hành vi vi phạm quốc tế trên Biển Đông, buộc Mỹ và các đồng minh đối tác phải có biện pháp đối phó. Một mặt, Trung Quốc thúc đẩy cùng thăm dò khai thác khí tự nhiên với Philippines, trước tiên ở bãi Cỏ Rong. Mặt khác, Trung Quốc cho tàu hải cảnh, tàu dân quân biển, tàu cá quấy nhiễu hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên biển của Việt Nam, Philippines, Malaysia với sự tham gia của nước ngoài. Trung Quốc sẵn sàng đưa tàu hải cảnh và tàu cá lớn ra quanh bảy đảo nhân tạo ở Trường Sa thường xuyên hơn, sẵn sàng phun vòi rồng, chạy cắt mặt tàu Việt Nam để dọa dẫm hoặc tạo chứng cứ giả tàu Việt Nam đâm vào Trung Quốc, nhà báo Philippines nhận định. Trung Quốc cũng đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng trên 7 tàu nhân tạo, nâng cao chất lượng hệ thống vũ khí trên đảo. Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực quân sự nói chung, đặc biệt là triển khai tên lửa diệt hạm, tên lửa đạn đạo chống tàu sân bay để ngăn Mỹ tăng cường tuần tra tự do hàng hải, tập trận song phương, đa phương ở Biển Đông. Cụ thể, Hải quân Trung Quốc sẽ tăng cường tập trận bắn đạn thật, trong đó có phóng tên lửa đạn đạo cho chống tàu. Năm 2020, Trung Quốc sẽ đẩy mạnh đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông với nội dung chỉ các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc và ASEAN hợp tác với nhau để thăm dò dầu khí trên Biển Đông, không bắt tay với bên ngoài. Và khi các nước trong khu vực tập trận chung với các siêu cường quốc bên ngoài thì phải thông báo trước để Trung Quốc có thể phản đối. Vì thế, Mỹ, Nhật, Pháp, Anh có thể nêu vấn đề Biển Đông, chỉ trích Trung Quốc tại các sự kiện đa phương như hội nghị ASEAN với các đối tác đối ngoại, diễn đàn khu vực ASEAN, các hội nghị ARF mở rộng, các hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ASEAN mở rộng, Thượng đỉnh Đông Á, ông Thayer dự đoán. Các nước sẽ bày tỏ quan điểm về hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông, phê phán Bắc Kinh không tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực, kêu gọi tuân thủ phán quyết mang tính trung thẩm và ràng buộc pháp lý này. Các siêu cường bên ngoài có thể trừng phạt thương mại Cục Khảo sát Địa chất Trung Quốc và các tàu thuyền của cơ quan này xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của các nước Đông Nam Á, giáo sư Thayer nhận định. Trong khi đó, Mỹ, Nhật Bản có thể đề nghị giúp đỡ một số nước Đông Nam Á phát triển lực lượng cảnh sát biển qua, giao tàu tuần tra cao tốc, mở khóa huấn luyện, xây dựng năng lực tiến hành các hoạt động nâng cao nhận thức khu vực biển. Mỹ đang tạo mạng lưới đồng minh và đối tác chiến lược chống chính sách kinh tế săn mồi, sự đe dọa các nước láng giềng, quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc. Mỹ sẽ tăng cường tuần tra tự do hàng hải ở Biển Đông, thêm máy bay ném bom B-52 từ Guam, Daegu và Nasica, đều thêm tàu chiến, ông Thayer dự đoán.